9 năm. 9 năm đúng không? Bạn quên qua. À 9 năm. Những cái sự việc đó xảy ra thì chúng ta cho là những người mà làm những cái hành động như đó là kẻ thù phải không? Là kẻ thù của mình. Nhưng mà nếu mà chúng ta thật tâm mà chúng ta là một người cơ đốc nhân, một người theo Chúa, một người xưng là mình là cơ đốc nhân, thì chúng ta làm gì? Cái thái độ của chúng ta, cái lòng của chúng ta đối với những người đó là như thế nào? Chúng ta phải đi ngược trở lại tại sao họ làm như vậy, và chúng ta phải làm gì để mà những cái chuyện như vậy không còn xảy ra nữa. Tức là chúng ta không thể nói là chúng ta chỉ biết là tìm cách để mà đánh lại họ. Thì đánh tới bao giờ? Anh giục cho tôi một quả bom, tôi cũng bắn qua cho anh một cái quả tiễn. Rồi hai bên cứ bắn qua bắn lại như vậy thì tới chừng nào mới chấm dứt thôi. Thì chúng ta, nếu mà chúng ta hành động, trước hết là chúng ta, tôi thấy là chúng ta phải hiểu cái nguồn gốc của cái đó là tại sao. Khi chúng ta đi ngược về cái nguồn gốc tại sao đó, thì chúng ta tránh không làm những cái gì mà chúng ta gây những sự hiểu lầm, những sự đàn áp, những sự gây hấn. Chúng ta phải hiểu và cũng không nên quơ đũa cả nắm. Nhiều người nói là từ ngày đó, hôm qua tôi dạy tiếng Anh là tôi hỏi vậy chứ, sau 911 á, thì anh chị em học được cái gì? Một người trong lớp nói là thấy người Trung Đông là lo tránh xa. Cái đó là quơ đũa cả nắm rồi, phải không? Chúng ta phải tìm hiểu sao tại sao họ hành động như vậy. Thì họ là những người phạm tội, chúng ta cầu nguyện cho họ, chúng ta cầu xin Chúa hướng dẫn cho chúng ta một cái con đường, một cái lối nào đó để mà làm cho hai bên hiểu nhau, làm cho hai bên thông cảm nhau, có hòa bình giữa các nước, các dân tộc. Chứ không phải nói là nó, tụi nó là Trung Đông, nó tấn công mình cho nên chúng ta đem hết toàn bộ lực lượng của chúng ta chỉ nghi nó thôi, và chúng ta đem, chúng ta dội bom tàn sát hết cả xứ của chúng nó. Cái điều đó tuy là đối với lại quân lực là một cái điều có thể cho là đúng, nhưng mà nếu mình xưng chúng ta là con cái của Chúa, là một nước của Kitô hữu, tín đồ của Chúa Giêsu, thì tôi nghĩ là chúng ta phải xét lại để mà tìm những cái cách khác hòa nhã hơn để mà về sau này có hòa bình giữa các dân tộc. Này, Trung Đông nó ác quá. Nó liên hệ tới cái này đành rồi, chúng ta cũng ác vậy chứ đâu phải chúng ta tử tế gì đâu. Nhưng mà chúng ta phải, ở đây tôi giảng thôi bà nhé, rồi thì tôi nói sau nhé. Chúng ta dù gì đi nữa, chúng ta phải tìm những cái phương cách hòa bình. Phải hòa bình thôi, nếu không ai mà cổ võ cho hòa bình thì sẽ không bao giờ có hòa bình được. Mặc dù cái điều hòa bình tôi nói ra là rất là kêu là không được lòng nhiều người, nhưng mà tôi phải có can đảm để nói cái điều đó. Chúng ta không cổ võ hòa bình thì không bao giờ có hòa bình. Hơn nữa là những người chúng ta xưng là cơ đốc nhân, chúng ta phải tìm những phương pháp hòa bình. Tôi không có chê trách những cái gì mà chính phủ chúng ta làm.
Nhưng mà chúng ta có thể làm khá hơn. Ý tôi nói như vậy nó liên hệ tới cái bài này á, là khi mà người ta đã làm một điều gì đó rồi thì chúng ta cứ kết án cái đó ngoài, và chúng ta quơ đũa cả nắm. Thấy người Trung Đông là xấu, nó là từ Iraq, là nó là terrorist, nó là da đen, nó là da nâu nâu, tóc quăn quăn có râu, là đáng nghi ngờ là bắt bỏ tù nó. Cái đó là không có đúng. Tức là bây giờ tìm ra biết bao nhiêu những cái sự nhốt lầm, nó liên hệ tới cái bài của chúng ta hôm nay, sự dạy dỗ của Chúa Giêsu hôm nay đó, là vì Chúa Giêsu dạy như thế nào, phải tìm những người đó đã đi lạc. Tôi không nói là những gì họ làm đúng, nhưng mà phải tìm để mà kéo họ về với lại chính nghĩa, kéo họ về với những cái phương pháp cả hai bên cả. Nhưng mà nếu chúng ta nói chuyện đó là chuyện không ăn thua gì, mà mình cứ đi theo, mình nghĩ mình không có xét lại từ đầu gốc ngọn của những cái sự việc xảy ra, thì chúng ta là những người rất là thờ ơ, và chúng ta không có xem cái sự dạy dỗ của Chúa Giêsu đối với chúng ta là một cái điều hệ trọng. Chúng ta coi thường, chúng ta chỉ làm cái gì chúng ta làm được, cái gì mà không cần chúng ta phải can đảm, cái gì dễ mình mới làm, cái gì khó thì chúng ta không làm. Cái điều đó là chúng ta không không nên ha. Chúng ta ai cũng cần sự tha thứ. Có nhiều ai chúng ta trong chúng ta bị hiểu lầm hay không? Ai trong chúng ta cũng có bị hiểu lầm trong đời hết á. Mà chúng ta có giải tỏa cái đó được hay không? Có khi được, có khi không. Nhưng mà khi mà cái người mà chịu khó tới tìm chúng ta để cho chúng ta giải bày tâm sự, để nghe cái khía cạnh của chúng ta, thì chúng ta rất là biết ơn người đó. Chúng ta cho người đó là một người nhân từ, một người công bằng. Cái điều này tôi không phải nói là để bên bên nào, hay là dìm ở bên nào, nhưng mà cái điều tôi nói là cái điều mà một con cái Chúa phải nói là chúng ta phải cổ võ cho hòa bình, sự hòa hoãn giữa các nước, giữa cá nhân, giữa người trong gia đình, giữa những phe phái trong cộng đồng. Chúng ta không có đổ dầu cho nó cháy thêm cái sự ngăn cách, mà chúng ta phải đứng ra để làm, đứng ở giữa để mà làm cho mọi người hòa hoãn với nhau. Bởi vậy, khi chúng ta được người khác nghe cái khía cạnh của chúng ta, nghe cái sự hiểu lầm của chúng ta giải bày, và người khác tin chúng ta, cũng như Chúa tha thứ cho chúng ta. Nhưng mà ngược lại, chúng ta nếu chúng ta không có đi tìm hiểu người khác để tha thứ cho người khác, hay là để bỏ qua cái lỗi lầm của người khác, để đem người khác về với cái chính nghĩa, thì chúng ta không công bằng. Bởi vậy tôi tin rằng khi mà lòng chúng ta đã thấy cần cầu nguyện cho ai, muốn tha thứ cho ai đó, đó là cái lúc mà Chúa Cha của chúng ta tìm được chúng ta, mà đem chúng ta trở về với vòng tay yêu thương của Ngài. Cái điều mà chúng ta nên cần nhớ là Đức Chúa Trời là gì? Là yêu thương. Đức Chúa Trời là sự yêu thương, chứ không có là cái gì khác. Đức Chúa Trời không phải Đức Chúa Trời của hận thù. Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời chỉ đứng đó để mà chờ, mà để mà phạt, chờ chúng ta làm một cái gì đó là không tha thứ, chỉ đợi bỏ chúng ta xuống địa ngục, và để bị chúng ta bị dọa là sẽ có lửa đốt chúng ta đời đời. Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời của sự yêu thương. Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời của nhân từ. Chúng ta thấy Đức Chúa Trời thay đổi không biết bao nhiêu lần, nhớ không?
Trong những chuyện trong Kinh Thánh mà chúng ta biết đó, Chúa biểu mấy ông tiên tri là đi tới thành phố đó, tại nó hư quá rồi, nó hỏng quá rồi, tới rao cho chúng nó. Chúng nó không ăn năn thì Chúa sẽ sai lửa xuống đốt hết cả cái thành phố. Nhưng mà rồi mấy ông tiên tri này đi qua, đi mới có mấy vòng thôi là cả nước ăn năn và Đức Chúa Trời tha. Dù tội của họ tày trời, nhưng mà vì họ ăn năn cho nên Chúa đã tha. Đến nỗi tôi không trách là chúng ta cảm thấy là những người mà làm hại cho chúng ta đáng bị trừng phạt. Cũng như mấy ông tiên tri vậy thôi, thấy Chúa tha cho cả nước này là mấy ông thấy cũng giận Chúa rồi, cũng cầu nhau rồi, giận Chúa bỏ lên núi ngồi, nó nói thôi Chúa mà vậy thôi tôi không chịu được đâu. Cái gì mà Chúa biểu tôi đi dọa tụi nó thì tôi dọa cái tụi nó ăn năn mất rồi, cái Chúa tha cho tụi nó mất. Vậy mà Chúa nói lòng thương yêu của Chúa là như vậy, Chúa tha cho cả nước nếu cả nước ăn năn. Chúng ta cũng vậy. Cái điều mà tôi muốn nhấn mạnh hôm nay đó là không phải chúng ta không nên quơ đũa cả nắm, chúng ta không nên vì những cái hành động ác độc của một nhóm người mà chúng ta nói là chúng nó ác lắm, hễ chúng nó là người Trung Đông là chúng nó ác, hay là chúng nó là người Iraq là chúng nó là ác. Chúng ta không nên có cái ấn tượng như vậy. Cũng như người Pharisee, hễ thấy những người mà đi làm thâu thuế là kêu họ là những người phạm tội. Cái đó là cái tôi muốn nói, muốn chuyển cái ý của Đức Chúa Giêsu trong cái bài phúc âm này. Người ta làm sai, nhưng không phải tất cả những người mà có màu da đó, có dân tộc đó là sai, là ác hết. Chúng ta không bao giờ được có cái thái độ như vậy. Bởi vậy cho nên chúng ta theo Chúa mỗi ngày, chúng ta cầu nguyện Chúa mỗi ngày để được cái gì? Để được Chúa đổi mới, Chúa đổi cái lòng chúng ta, Chúa cho chúng ta một con tim mới, Chúa đổi tâm hồn của chúng ta để chúng ta không còn như những người tầm thường khác. Những người tầm thường là đó, là cái dân đó nó ác, cả dân đều ác hết, không có người nào không ác hết. Cho nên chúng ta phải phải diệt cái dân đó. Nó nói là không không phải.